Gọt bưởi xong giữ lại vỏ rồi làm theo cách này, da sạch mụn, hết tàn nhang lại trắng hồng. Vỏ bưởi tưởng chừng vô dụng nhưng lại có hàng tá công dụng, hơn cả các loại mỹ phẩm đắt tiền. Ai cũng biết đến bưởi là loại quả có công dụng giảm cân cực tốt. Không chỉ vậy, vỏ bưởi cũng có rất nhiều công dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho các chị em đấy. Vì thế mỗi lần ăn bưởi xong các bạn đừng vội vứt vỏ đi mà hãy giữ và làm theo hướng dẫn dưới đây để tiết kiệm cả núi tiền từ việc mua mỹ phẩm. 1. Chị nám, tàn nhang Thành phần của vỏ bưởi chứa lycopene nên vỏ bưởi còn ngăn ngừa ung thư do tia cực tím gây nên. Vì thế vỏ bưởi có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, giảm các nếp nhăn, nám, tàn nhang trên mặt. Cách làm, bạn lấy dầu olive hoặc dầu dừa đổ ngập vỏ bưởi rồi cho lên bếp đun ở mức lửa nhỏ nhất. Sau khi đun từ 4 đến 5 tiếng, tắt lửa gạn bỏ vỏ bưởi rồi đổ tinh dầu đã đun vào lọ thủy tinh. Mỗi khi dùng hãy lấy vài giọt thoa đều lên mặt hoặc vùng da bị nám, tàn nhang. Bạn sẽ thấy tác dụng rõ rệt chỉ sau 2 tuần sử dụng. 2. Trị mụn Tinh dầu có trong vỏ bưởi giúp cân bằng độ pH trên da, ngăn ngừa tất cả các loại mụn làm phiền bạn. Bạn hãy dùng tinh dầu vỏ bưởi bôi trực tiếp lên đầu mụn nhé. 3. Chống lão hóa Vỏ bưởi có tác dụng kích thích sản sinh collagen giúp thay thế mô da đã lão hóa bằng các mô da mới. Da của bạn không bao giờ bị chảy xệ với tinh dầu vỏ bưởi. Bạn có thể sông mặt mỗi tuần hoặc tự làm tinh dầu bưởi ô lưu để dưỡng da nhé. 4. Dưỡng ẩm da Vitamin A C có trong vỏ bưởi và đặc tính chất chống oxy hóa mạnh, duy trì độ ẩm cho da, giúp da lúc nào cũng căng mịn. Đặc biệt vào mùa hanh khô như thế này, không bao giờ lo da bị nẻ. Cách làm, bạn đun vỏ bưởi với lượng nước nhất định rồi dùng nước đó để sông mặt. Mỗi tuần sông mặt từ 1 đến 2 lần với vỏ bưởi sẽ giúp da căng mịn, hồng hào hơn, hết hẳn tình trạng da khô ráp. 5. Giảm cân an toàn. Tinh dầu bưởi có tác dụng giảm cân rất tốt đấy các chị em nhé. Hãy đun nồi nước vỏ bưởi cùng chút đường phèn, mật ong uống mỗi sáng, tối, cân nặng sẽ giảm ầm ầm mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện. 6. Tắm trắng. Tắm trắng bằng vỏ bưởi cũng là cách được nhiều chị em tin dùng. Thái nhỏ vỏ bưởi rồi phơi khô, dùng nấu nước để tắm sẽ giúp da mềm mịn và trắng sáng chỉ sau vài lần tắm. Bạn cũng có thể làm trắng da mặt bằng cách này nữa đó. 7. Dưỡng và trị dụng tóc. Tinh dầu có trong vỏ bưởi có khả năng dưỡng tóc cực tốt. Bạn hãy dùng vỏ bưởi đun nước để gội đầu, hoặc sau khi gội đầu lấy vỏ bưởi bóp tinh dầu lên tóc, sẽ giúp mái tóc trở nên bóng mượt và chắc khỏe hơn. 8. Trị hôi miệng Tinh dầu và vitamin C trong vỏ bưởi giúp phòng trị hôi miệng một cách triệt để. Bạn hãy lấy vỏ bưởi đã phơi khô, đun với một chút nước kèm theo vài hạt muối. Dùng nước này để xúc miệng bạn sẽ thấy mùi hôi nhanh chóng biến mất.